Tường khô của quý vị có thể bị bọn trẻ, gia súc, tay nắm cửa và đủ thứ làm hỏng. Nhưng quý vị không cần phải làm ngơ chỗ hỏng đó. Chỉ trong vài bước, chúng tôi sẽ chỉ cho quý vị cách sửa chữa chỗ hỏng từ cỡ nhỏ đến trung bình và ngay cả lớn hơn để cho tường của quý vị trở lại bình thường. Hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu cách sửa chữa các lỗ với cỡ khác nhau. Từ chỗ hỏng nhỏ như lỗ đinh đến các lỗ trung bình từ 1 đến 2,5 inch và ngay cả những lỗ lớn hơn 2,5 inch như chỗ hỏng có thể do tay nắm cửa gây ra. Có nhiều cách khác nhau để sửa chữa tường khô. Các bước đơn giản chúng tôi giới thiệu hôm nay chỉ là một vài cách thôi. Nhưng hãy bắt đầu với chỗ hỏng nhỏ. Nếu quý vị định sửa chỗ lỗ đinh hoặc đinh ốc chẳng hạn như lỗ treo tranh ảnh hoặc các vết lõm nhỏ hay chỗ giấy rách, chỉ cần đắp một ít chất bột chất tường và chà nhám khi khô. Những chỗ đinh nhô ra cũng dễ sửa. Đây là những thứ tôi dùng để sửa chỗ đinh nhô ra này. Đinh hay đinh ốc tường khô búa hay khoan và mũi khoan, keo hỗn hợp được trộn sẵn, dao chét tường khô và miếng xốp trà nhám. Quý vị cũng sẽ cần khẩu trang chống bụi và mắt kính an toàn. Quý vị cũng có thể tìm một số thông tin thêm về dự án này trong các chỉ dẫn có thể in ra tại los com slash Vietnamese. Trước khi bắt đầu, quý vị hãy chắc là chỗ cần sửa đã sạch. Ngoài ra, vì chiếc đinh cũ không còn vững nữa, nên quý vị phải cố định lại tường khô, bằng không chiếc đinh sẽ lại nhô ra ngoài. Lấy chiếc đinh hay đinh ốc tường khô mới và đóng vào cột khoảng 1 đến 1 inch rưỡi lên trên chiếc đinh nhô ra. Hãy chắc là nó lún vào trong mặt giấy của tường khô, nhưng đừng đóng quá sâu có thể làm rách giấy. Bây giờ hãy đóng cho chiếc đinh nhô ra cũng lún xuống. Để chữa chỗ hỏng như thế này, quý vị có thể dùng keo hỗn hợp, người ta còn gọi là bùn, hoặc quý vị có thể dùng chất chất bột, chất này dày hơn keo và đặc biệt chỉ dùng để sửa chữa chỗ hỏng nhỏ đối với hầu hết các chỗ hỏng, chúng ta đều sử dụng keo hỗn hợp. Tôi cũng sẽ dùng một dao chét tường khô để chét keo lên chỗ bị hỏng. Hiện nay có rất nhiều loại và cỡ dao chét tường. Thông thường, chỗ quý vị định sửa càng lớn thì quý vị cần dao lớn hơn. Và để tìm được một con dao phù hợp nhất cho dự án của quý vị, hãy hỏi nhân viên bán hàng của Lowe's. Quý vị cũng có thể biết thêm chi tiết trong chỉ dẫn có thể in ra của chúng tôi. Bây giờ tôi sẽ dùng một dao nhỏ cho dự án này để một ít keo trên con dao chét tường của quý vị và chét lên chỗ lõm. Chét một lớp keo mỏng bằng phẳng với bề mặt và không thơ ra ngoài các góc. Rồi để khô trong khoảng 24 tiếng. Sau khi keo khô, dùng miếng xốp chà nhám để chà phẳng bề mặt. Và đây là một mẹo quý vị có thể dùng giấy nhám, nhưng miếng xốp ẩm tạo ra ít bụi hơn giấy nhám thường. Nếu dùng giấy nhám, quý vị có thể dùng băng dán thợ sơn để giữ túi nhựa phía dưới vùng chà nhám để hứng bụi. Và thế là xong Hãy chắc là quý vị đã sơn lót bề mặt trước khi sơn đối với những lỗ lớn hơn một chút từ 1 đến 2,5 inch thủng qua tường khô tiến trình hơi khác một chút. Để sửa chỗ hỏng này tôi sẽ dùng keo được trộn sẵn, một chậu keo, dao chét tường khô, miếng vá tường tự dính, miếng xốp trà nhám và vải bạt. Quý vị cũng cần có sơn lót, sơn và vật liệu để sơn. Trước khi bắt đầu, hãy chắc là quý vị đã lau sạch phần tường khô xung quanh chỗ cần sửa. Sau đó, lấy một miếng vá tường tự dính và canh nó lên giữa lỗ. Rồi dùng dao lấy một ít keo và bắt đầu chét lên miếng vá tường và tường khô. Chét cho đến khi keo phủ hết miếng vá tường. Dùng dao cạo sạch phần keo thừa. Ngoài ra hãy chắc là lớp keo phủ được miết phẳng lên miếng vá. Sau khi keo khô, dùng miếng xốp trà nhám để trà phẳng bề mặt. Chét một lớp keo khác lên lớp thứ nhất và để khô. Khi lớp keo thứ hai khô, trà lớp này bằng miếng xốp trà nhám. Chỉ có vậy thôi, bây giờ chỉ cần quét tiếp một lớp sơn lót và sơn. Được rồi, đối với những lỗ lớn, để sửa những lỗ lớn có đường kính hoặc diện tích lớn hơn 2,5 inch, chẳng hạn như chỗ hỏng do tay nắm cửa gây ra thì các bước cũng hơi khác một chút. Dụng cụ quý vị có thể cần dùng là keo, dao chét tường khô, một chậu đựng keo, một mẫu tường khô, thước dây, dao thợ, cưa cắt tường khô, cưa tay, bút chì, và miếng xốp chả nhám. Cũng có thể cần thanh gỗ lót, đinh ốc tường khô, khoan và mũi khoan, và một đèn pin. Trước tiên, cầm đèn pin và soi vào trong lỗ để chắc là không có đường dây điện hay ống nước ở chỗ bị hỏng. Sau đó đo chỗ bị hỏng cần sửa. Dùng dao đa dụng cắt miếng vá tường khô lớn hơn khoảng 1 inch so với kích thước quý vị đã đo. Đặt miếng vá lên trên chỗ bị hỏng và dùng bút chi kẻ xung quanh miếng vá. Dùng cưa cắt phần tường dọc theo vạch bút chi và lấy phần bị hỏng ra. Bây giờ nếu miếng vá tường không nối vào cột hiện có, quý vị cần phải làm một miếng đỡ bằng một thanh gỗ lót hoặc thanh 1x2 và đinh ốc tường khô. Để làm các miếng đỡ, cắt thanh gỗ lót thành hai miếng sắp xỉ một lần rưỡi cạnh dài nhất của miếng vá quý vị đang làm đặt thanh gỗ lót vào đằng sau chỗ để sửa. Khi giữ thanh gỗ lót vào chỗ, hãy lấy khoan và dùng đinh ốc tường khô gắn phần trên và phần dưới của miếng đỡ, bắt chặt đinh ốc vào tường khô. Lặp lại tiến trình này cho phía bên kia. Hãy chắc là cả hai thanh gỗ lót được gắn chặt trước khi sang bước tiếp theo. Bây giờ, cầm miếng vá và đặt vào chỗ. Gắn chặt miếng vá vào cột hoặc miếng đỡ với đinh ốc tường khô. Sau đó dùng băng lưới tường khô che lên các đường nối. Bây giờ chét một lớp keo mỏng lên chỗ cần sửa. Che kín băng dính rộng hơn khoảng 6 inch và để khô trong 24 tiếng. Sau đó chà nhám hoặc chùi hết chỗ lồi. Chét một lớp keo mỏng lên trên chỗ được vá và chét sơ ra ngoài khoảng vài inch lên trên lớp keo sau cùng để cho khô trong 24 tiếng. Chà nhám hoặc lau chùi chỗ sửa chữa cho đến khi bề mặt bằng phẳng. Lúc này đã sẵn sàng để sơn lót và biến bức tường trở lại bình thường. Nếu chỗ hỏng do cửa, hãy cân nhắc lắp thêm miếng đỡ và cửa. Quý vị không phải sống chung với tường khô bị hỏng trong nhà mình. Quý vị đã thấy chúng tôi sửa tường hỏng và chỉ trong vài bước đã làm cho chúng trở lại bình thường nếu quý vị muốn xem các dự án khác có thể giúp sửa chữa và làm nổi bật nội thất trong nhà xin ghé lowes com vietnamese